Nhớ em nói bây giờ là đại thi kiếm vô cái bình dịch này là bình dịch mà nhân cái này đây là cái sự cái trong sách vở viết để lại, trong ba cuốn sách viết để lại là chỉ có sàng lọc thôi, mới sàng lọc sơ thôi, mới có sàng lọc sơ thôi. Thầy còn nói có câu, cái câu nói khổ với thảm ngày nay có mấy, rồi ngày sau dòm thấy bay hồn, sợ dòm thấy bay hồn, sợ dòm thấy thôi bay hồn, trong phải chuyện mình dòm thấy là bay hồn rồi á. Rồi cái câu á, thêm cái câu thầy nói nè, đến năm gồng lộn ê hề thay phơi, các em thấy cái sề khô thôi, nửa chết không ai chôn ai, rồi bỏ đó rồi phơi khô luôn. Ông nói cái câu này nè, mà bây giờ chưa có tới, chưa có tới đâu. Cái câu nè, ngừ hiền trốn núp, hung hăng ra tài. Gươm trần cầm lấy, chị loài hung hăng. Cái câu này chưa có tới đâu, chưa tới đâu. Bởi vì ra đường ra, giật của giật tiền rồi. Cái điều đó là bình thường. Giết người, rồi thầy sư giả bắt vai còn nói không? Cho dây tiền quỷ gạo mang, lấy lời thập bội mà đem ra cúng chùa. Cái câu lạ luôn, một câu qua thích. Ông nói ông có để có câu lạ lùm lùm, cái câu cực kỳ lạ luôn. Sau này lợi nhà giàu ha, giàu sau này lợi nha ha, đi đâu mang cuốc mang cài một bên. Là ý nghĩa gì vậy chú? Ý nghĩa không biết, mà cái mang cuốc mang cài đó chưa biết mang cuốc mang cài là như thế nào nha. Nhưng á phải thủ. Sợ nó giật đó. Sợ nó giật cái đồ của mình. Cái chuyện dương gian này đó ha, ngày xưa nếu lọc một đầu vua chú khác là nó phải tất cả những cái gì phải tan quan hết trơn mới có người tài xuống tiêu diệt cái tốc hung dữ rồi mới lật lại. Chứ không phải là cái nào cũng vậy cả. Thời nào thời xưa thời nay gì cũng y như vậy đó. Mới có nhân tài ra ra sức lật cho lại. Nhân tài ra nha. Nhân tài ra. Mà sau này lại cho biết đó, ở bên đó, các Nguyễn này đọc rồi đàng hoàng quốc tế. Sau đó, cho biết đó. Cũng như bên mà cúng của Đức Phật thầy ông có nói, ông có kể năm vị công chúa luôn. Năm tên người cho năm vị công chúa luôn. Biết năm tên vị công chúa đó, anh đọc ra năm tên đó các em sẽ hiểu luôn trời có mấy người tên đó là ở đâu mà hồi thời kiếp nào và thời nào ra. Một Đào Lư công chúa, vợ của La Thông. La Thông là con của La Thần. Là Đào Lư công chúa, đầu thai sẽ loại một vị công chúa thứ nhất. Và vị công chúa thứ hai là Thoại Ba công chúa, vợ của Địch Thanh. Là thời nhà Tống. Địch Thanh cháu của bà Địch Dương Phi. Kể rõ cho các em biết luôn. Đó là bà Thoại Ba công chúa. Rồi tới Lưu Kim Đính. Em nghe biết Lưu Kim Đính mà Thoại gì Đào Châu đây nè. Lưu Kim Đính là cái gì công chúa thứ ba. Cái công chúa thứ tư là Hồng Mao công chúa. Đó. Còn về tới vị công chúa thứ năm là Quê Kỳ công chúa. Năm vị công chúa bên Đức Phật thầy viết rõ ràng. Công chúa Thoại Ba bủa thiên la địa võng, thăng thiên cũng chưa được mà độn thổ cũng không xong, không qua khỏi cái thiên la địa võng của bà đâu. Còn nói luôn cả, nó nói vắn tắt đấy, hỏi tại sao đi đò vào cái đường tu này, nhìn thấy được mới tu được, chứ không phải muốn đi tu là tu đâu. Mà nếu các em có cha mẹ mà đi tu bỏ cha bỏ mẹ đó, vất vả khổ sở còn mang cái trọng tội bất hiếu, cắt nghĩa gần cho các em biết luôn. Còn cha còn mẹ mà bỏ cha mẹ đi tu mang tội bất hiếu, bởi vì các sách nào cũng nói, các đạo nào cũng vậy, nói một câu là chính xác nhất: muôn ngàn điều phước chữ hiếu đứng đầu. Cái chữ hiếu nghĩa là đứng đầu hết, ơn cha nghĩa mẹ không bao giờ ai cho được,
cả, chỉ có cha mẹ mình cho mình được mà thôi. Lắm lúc các em thất nghiệp vì ăn ở nhà một tháng hoặc là hai tháng, một năm, hai năm, cha mẹ không bao giờ nói. Mà nếu mà các em lại nhà người ta ăn cơm bốn bữa thôi, qua bữa thứ năm người ta nói thằng này làm biếng, không lại không đi làm mà lại đi ăn cơm. Không, bây giờ các em xác định cái câu đó chưa biết đúng hay là sai, mà những các em về nằm nghỉ coi coi có anh có nói giờ như thế nào. Đó là bằng sự thật vậy. Bởi vì ơn cha nghĩa mẹ nặng lắm. Chưa từng giờ cho đại hỏi là cái diễn biến trong cái năm dằn là như thế nào huynh, có thể là đại tam thế chiến xuất hiện huynh chưa đâu. Bây giờ chỉ là một hai mối đầu thôi chứ nó nhắm nhầm cái giống gì, cũng như bây giờ Liên Xô mà quánh với Canada với Ukraine đó, là cái một nước nó chia phe để nó giành đất giành dân, nó quánh như lộn xộn tới đỉnh thôi chứ có nhầm cái gì. Nên thầy có cho biết khi nào mà khắp thế giới nổi binh hùng đến chừng đó bốn phương có giặc thôi, chứ không phải là một chỗ có quánh giặc đâu, không phải một hai chỗ đâu, bốn phương luôn. Thầy có nói cái câu nói rõ ràng, nếu ai mà đọc sách của Đức Quỳnh Giáo Chủ sẽ thấy cái câu đó. Đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu, thiết thiết tha tha, hải mau tầm chữ ma ha, Phật mới cứu khỏi nơi khói lửa. Câu đó đơn giản thôi. Cái câu đó rất đơn giản. Các em xem trong cuốn của Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài có dạy. Có dạy câu đó. Mà nhân Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy từ tỉ mỉ, từ nết ăn nết ở, từ bất cứ một điều gì cũng có dạy hết. Chứ không phải không có, chứ không phải dạy một cái nhỏ, một cái chuyện lớn thôi, chứ không phải dạy chuyện nhỏ. Dạy từ tới xóm riền, dòng họ, bà con đó. Kính người lớn tuổi đàng hoàng, chứ không phải là nói là mà một cái là không phải là gặp người lớn tuổi là coi như con nít lắm. Rồi cha mẹ mà nói nạt ngang nạt ngửa là mang cái tội rất nặng, chứ không có chuyện bình thường. Thời nay nè, dòm thấy đi dòm thấy nhiều lắm. Có đứa đi mần ở Bình Dương về, đi vô đi ra, cha mẹ hỏi không biết đi mần về được bao nhiêu tiền, mà sao nó đi tới lui về mần được nhiêu, mần có được bao nhiêu đâu mà ông bà hỏi hoài. Cái câu đó bất hiếu vô cùng, chưa từng thấy. Chính anh vừa nói về cái điều đó nha. Cha anh chết năm 1969, anh sinh năm 1964. Mần về thần nông, lúa thần nông này chắc một ngày một công rưỡi. Nói bằng sự thật, lên trên nhà láng, tại dùng nhà láng cắt lúa, ta buông lưỡi hái, ta chạy lại ta coi. Ông bà quê ở đâu anh? Tôi ở gần đình Vĩnh Thanh. Ta lại ta coi, cắt máy lúa rất tốt, chứ không phải bề chuyện bình thường. Đó, mà nói, chẳng phải nói là cắt một tay mà cắt luôn cả hai tay, tay bên này giật kéo qua rồi qua bên kia cắt khéo lại luôn. Chứ không phải là cắt một tay đâu. Trong hỏi nói cắt lúa là tôi cắt tay mặt không, mà nhưng trong đó có hai điều khác nhau là một chuyện này cắt lúa đó nha, cái tay mặt đó cắt rất lẹ rất tốt, cái tay trái cắt yếu rất yếu, tay mặt cắt 10 chứ tay trái cắt chừng 5-6 mà thôi, chứ không phải mạnh dạn như được cái tay mặt của mình đâu, cái tay thần của mình đâu. Còn nói như mấy em nãy là có nhìn thấy gì đó, chứ tại không hiểu và không biết được. Có người hiểu biết nói một chút người ta sẽ có trí óc thông minh sẽ mở ngoặc rất nhiều, còn không biết nói y đang như đàn khẩy tai trâu không biết gì cả. Cái đó là bằng sự thật đó, đàn thì ra đàn mà trâu thì ra trâu đó. Đó là cách nghĩa dành cho các em biết. Còn nói đại thế chiến quánh cái này cái kia, đại thế chiến hồi ngày xưa, đại thế chiến Nhật Đức Pháp, Nhật Đức Ý, ba nước hợp lại đại thế chiến, quánh đại thế chiến đó, lần đó đó là lần đại thế chiến lần thứ hai đó. Thằng Đức nó quánh qua tới thằng Liên Xô, qua bên bển bị tiết thông thiên, đứng tại chỗ luôn. Rồi bọn đồng minh mới quánh lại, quánh bắt được tổng thống Hitler của thằng Đức, tổng thống Hitler đó, đem cho bom nguyên tử dội qua nước Nhật đó, là hỏi rút khỏi không. Nhật Đức Ý nó hợp lại làm tam thế chiến, là ba thằng đó quánh còn thế giới rồi. Hồi năm xưa á, là đại thế chiến lần thứ nhất đó, lần thứ nhì đó là Nhật Đức Ý đó. Các em học trong bài học có cái này chứ không phải không có đâu. Là đại thế chiến Nhật Đức Ý nó hợp đó, rồi đồng minh nó Mỹ nó đem cho bom điện tử qua, nó dội qua đảo Kalawa, nó hỏi thằng Nhật rút không, thành ra mới rút đại thế chiến đó, đó. Là bọn đồng minh quánh lợi mới
Liên Xô mới đó, tràn qua bắt được tổng thống Hitler mà vô thành tổng thống Hitler bắt cần cả trăm người tổng thống Hitler, biết thằng nào là tổng thống Hitler. Nó mặc đồ toàn là tổng thống không à, mà giống nhau giống thịt luôn, không biết thằng nào là tổng thống Hitler luôn. Cái đó là có bằng sự thật, bằng chứng sự thật sách vở còn ghi luôn. Như các em à, sanh muộn sao mà không biết cái điều đó đâu. Mà những người bình thường không bao giờ biết được điều đó. Mà những có học, rồi có nghiên cứu, có thấy mới biết được. Có sách vở ghi rõ, rõ ràng chứ không phải là nói. Nhớ. Đó là bằng sự thật. À, bởi vì mà nói thầy chắc bằng núi máu chảy thành sông. Còn cũng như cái đợt rồi ở đây, ở gần đây không. Chứ không xa trong tỉnh An Giang này không. Là trên Ba Chúc đó, qua lộ Văn Giáo máu đổ thành sông. Campuchia qua giết qua biết bao nhiêu người. Ngay trên lộ Văn Giáo, ngay ở tại chùa Ba Chúc. Cái đó là nói bằng thực tế chỉ rõ ràng luôn. Qua lộ Văn Giáo máu đổ thành sông. Cái câu đó của thầy viết. Hay là vô thường quyết luôn đó. Mà qua cái đó là qua rồi đó, chạy qua rồi đó, là 1978, 79, năm đó. Có ai chi được cái đó không? Không ai hiểu được cái câu thầy nói câu đó. Ít, hiếm lắm, hiếm biết lắm. Không phải nói là mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy lần này cũng xa đó, cũng trùng khớp với câu đó không chú? Không. Câu đó nói liền với bên Tứ Thánh, trùng khớp với bên Tứ Thánh. Trùng khớp bên Tứ Thánh là 3 năm chợ không người nhóm mà nhà ruộng thời vô canh. Nhà không người ở ruộng thời vô canh. Thưa 3 năm chợ nhóm chiều nè. 3 năm chợ không nhóm chiều. Nhà không người ở ruộng thời vô canh. Nói liền với cái câu đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa. Nói liền với câu của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Và bên Tứ Thánh nói liền câu đó. Không, chắc nghĩa dành cho các em hiểu, cho các em biết. Mà cái đường chân tu này, cái chuyện đó không có cái sự nào mà bằng báo hiếu cho cha mẹ cả. Cái chữ hiếu mà ngày xưa đó các em biết, ngày xưa đó theo sách xưa để lại đó, lâm sanh mà cõng mẹ đi mà vua còn không bao giờ giết luôn. Lâm sanh không có vua vì cái chữ hiếu mà cõng mẹ đi sợ mẹ chết, vua không bắt tội. Lâm sanh đó các em dùm xem cái chuyện lâm sanh trên đường các em biết đó. Còn mà nói liền trong sách này đó, cái người biết tu sau này lại thầy có nói cái câu lạ, cái một câu nói chuyện là mà nhưng rồi đây nó cũng sẽ tới, bởi vì bên sư giải Quán Khai nói trời đã định chắc không lầm mới dân, định chắc chứ không bao giờ lầm, đời sẽ tới chứ không phải không tới, định chắc không lầm mới dân. Nếu mà không tới bên sư giải Quán Khai nói luôn cả câu nữa, không chiều thì mai cũng phải tới thôi chứ không ai không tới. Có người là đời không biết chừng nào tới không? Tới đó, viết rõ ràng để tới chứ không phải không tới. Nên đức thầy ngài Đức Huỳnh Giáo Chủ thầy có nói câu nói khắp thế giới cửa nhà tan nát cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, mấy lâu nay nuôi dưỡng chắc kiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, tu cũng chết không tu cũng chết. Mà nhưng thầy có nói tu gấp gấp ra không thôi không kịp. Cái câu đó các em nghe như vậy các em không bao giờ biết đâu được cái câu đó thầy nói cái gì. Các em người bình thường các em không biết câu nói đó là câu nói gì cả. Tu gấp gấp không thôi không kịp. Anh nghe cái câu đó, cái câu mà tu gấp gấp không thôi không kịp đó, năm đó năm anh 31 tuổi, anh đi giếng núi cấm, nằm chim bao thấy trước ba năm, thấy điền giếng núi ông cấm chư thần dắt đi, cái hồn đi trước 3 năm trước, rồi anh đi chung với thầy Cang. Thầy Cang là bây giờ hiện phòng thuốc Nam ở tại nhà láng đó. Là thầy Cang đang giữ cái phòng thuốc Nam nó bây giờ nè, hiện bây giờ nè. Nó thầy Cang nói là sao thấy còn trẻ quá không cưới vợ đi. Chính miệng tôi anh nói nha, sao thấy trẻ quá không cưới vợ, có con với người ta. Thầy có nói tu gấp gấp không thôi không kịp. Mà nhưng nói gì, năm đó năm 31 tuổi, tôi là 31 tuổi. Mà nhưng tôi chưa hiểu câu đó là câu gì. Và ngày nay tôi mới xét ra tôi hiểu được câu đó. Tu gấp gấp không thôi không kịp. Không kịp là chết không có kịp tu. Để chết rồi tu không có được. Sao không tu? Dạ.
Bởi vì người tu cũng chết, người không tu cũng chết nữa. Mà người không tu đã chết á. Bên sư giải pháp phải nói người tu chết mất xác còn hồn, còn người không tu đã chết rồi á, hồn mất xác mất rồi á, hồn kia thiên cẩu ăn mà nuốt tiêu. Câu đơn giản không còn hồn luôn, làm sao mà quần được. Mẹ anh nhắc nhở lại ngày xưa chính đáng nhất là trong ba Nguyễn Kiệm có người quần hồn. Một là Cúc Hoa, Phạm Công Cúc Hoa. Cúc Hoa chết rồi bắt chí cho con rõ ràng mà vẫn quần hồn lại. Người thứ hai là Tống Cám, chết quần hồn lại, chết ba bốn kiếp, từ kiếp chim mà từ kiếp tắm nè, rồi qua trên một hoạch nè, qua một măng nè, mới lộn vào trả thị mới trở lại quần hồn vậy. Làng tắm chỉ quần hồn cho các em thấy luôn. Rồi kế đó là tới sưng nương, là tới lâm sanh sưng nương. Sưng nương chết bà già đánh chết gõ ra vẫn còn quần hồn. Quần hồn là sưng liễu, mà về ông già của sưng liễu còn nói kêu mời ghế qua ăn nhậu, rồi ông ăn nhậu rồi ông còn nói đồng tre chở gốc lên trời, cô chị qua đời lại thấy con em. Mà gốc cùng ra là sưng nương mà ông gạt thôi, gạt lâm sanh là kêu là sưng liễu, chứ đó là sưng nương. Sao lại á, lâm sanh mới đòi tự dẫn chết, rồi sưng nương mới gọi nói là tôi là sưng nương. Có đúng như vậy không? Dạ đúng y như vậy không? Mới coi vết thẹo của sưng nương mới biết, lâm sanh mới biết là sưng nương, đó là quần hồn. Bởi vì mới chết, bên sư giả bác phải mới nói người tu chết mất xác còn hồn, còn người không tu á chết rồi á hồn kia thiên cẩu ăn mà nuốt tiêu, có sách vở ghi đàng hoàng. Rồi các em có hỏi gì hỏi thêm, tiếp tục trả lời những cái câu mà các em